Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Nhưng Đức thấy mình mà quen được một người bạn mà siêng tu thấy cũng có phước. Thí dụ như một người siêng tu mà đến nhà mình quý vị, thì tự nhiên rủ mình tu. Còn cái người mà siêng nhậu là nhà mình thì rủ mình nhậu. Còn người siêng đi chơi là nhà mình thì rủ mình đi chơi. Nghĩa là nó siêng cái gì thì nó rủ mình chỗ đó. Thấy chưa? Còn nó siêng cầu sanh cực lạc. Ví dụ như mình chơi với người bạn nó muốn giảng sanh. Mình gần nó giết tự nhiên mình cũng muốn giảng sanh. Thật sự mình quen. Ví dụ như mình gần cái người bấm số niệm Phật. Nó bấm số niệm Phật là mình không bấm. Mình cũng bấm theo luôn. Nghĩa là nó bị ảnh hưởng lớn dữ lắm quý vị. Lớn. Tại sao có những người người ta thích cái người mà chịu tu lại nhà người ta chứ? Đó. Thí dụ như giờ Phước Tịnh ông lại nhà ai người ta cũng thích. Tại ông lại nhà người ta thì người ta phải tu theo ổng. Nếu mà không tu thì ổng không lợi. Mà ổng lợi nhà người ta là người ta phải tu theo ổng. Thì ổng mới lợi. Thì từ nơi đó ổng lợi thì phải tu. Nên ông lại nhà người ta thích. Đó. Thí dụ như bây giờ mình đi đến nhà người ta là mình rủ chồng người ta nhậu. Giết rồi. Mình đến giết người ta sợ chết mồ luôn. Tại vì mình đến là chồng ta sẽ nhậu. Nhậu thì bỏ công ăn việc làm. Thấy không? Nhưng mà mình đến nhà người ta mình rủ chồng người ta tu. Vợ người ta tu. Tu rồi nó hiền hậu. Nó không có lang bang này kia thì phải. Mình đến nhà người ta thích. Nên những Đức thấy là cái đạo tràng gia đình này nó hay. Cách nay mấy năm thì những Đức cũng thường nói rằng là Phật Pháp nó áp dụng ngay gia đình. Nhớ kỹ nghe vị. Phật Pháp nó áp dụng ngay gia đình. Nếu như nó Phật Pháp nó chỉ tập trung một chỗ nào lâu lâu một lần, mà khi về nhà mà không tu hành gì hết nghe, thì không có kết quả đặc biệt. Nghĩa là Phật Pháp nó áp dụng vào cuộc sống nhân sinh mình. Nên trong nhà mình nó có đạo tràng niệm Phật. Nên bây giờ quý vị đưa lên cái chương trình, thí dụ như mỗi tuần chủ nhật đi, thí dụ thứ bảy chủ nhật mình nghỉ làm đi, nhà mình 4-5 người, mình mua đồ ăn gì ngon ngon cho gia đình, hay nấu miếng đồ ăn gì ngon ngon cho gia đình nha. Cái 4-5 người trong nhà phải tu thờ nghe, tu thờ xong mới cho ăn. Mình làm gì giống như một đạo tràng quý vị, giống như nhà bây giờ thí dụ như Năng Hòa gì đó. Ví dụ hai chồng ba, hai ba đứa con vậy đó. Ngày chủ nhật ví dụ như tập trung gia đình lại, chuẩn bị mua miếng bánh trái đồ ăn gì ngon ngon nghe. Xong nó mấy đứa nhỏ nhỏ phải tu thờ nghe con. Tu xong mới cho ăn. Nó giết cái gia đình mình giống như nó được sum họp một gia đình quý vị. Nó thành một hình một gia đình. Đó. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật gia đình được tu rồi xong mình kệ mình mua miếng đồ ăn bánh trái gì ăn cái đi. Người ta mà ăn ai mà không thích, thấy không? Nên tu xong nó an lạc, mà an lạc xong thì ăn ngon. Mà ăn ngon nó cảm giác cái gia đình mình nó hạnh phúc gì đâu. Thấy không? Cha mẹ mình hạnh phúc rồi con cái vui. Cái đó vì thấy hay chứ. Nó tịnh độ nó áp dụng trong gia đình là gì đó. Nó nên từ nơi đó mà nếu bây giờ mà gia đình rảnh cái ba thành viên trong gia đình, ba người ba chiếc điện thoại. Xong ba người chạy ngồi người ngồi góc bấm điện thoại. Buồn lắm đó quý vị ơi. Gia đình rất là buồn, không giảng đâu. Cũng có những lúc công việc điện thoại, nhưng mà có những lúc phải buông ra. Quy tắc cái giờ đó phải buông điện thoại hết ra, rồi ngồi lại với nhau. Cái gia đình này mới thật sự hạnh phúc. Phật Pháp mới đem áp dụng vô cái gia đình vậy nó hay. Rất là hay đó. Nên sắp sửa lễ Quan Âm Bồ Tát ngày 18-19 buổi tối đó. Mà hình như nó đi vào cái thời gian, ví dụ như thứ bảy là tối 12 giờ khuya tu luôn rồi. Rồi xong rồi chủ nhật bắt đầu lại Quan Âm, thứ hai lại Quan Âm, đi tới 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 luôn, thấy chưa? Đó, nhưng mà chị nhớ nghe, lại Quan Âm 500 lại hay lắm, hay hay ngay chỗ này nè. Mình lấy cái hạnh của Quan Âm để mình áp dụng trong cuộc sống. Cái hạnh Bồ Tát Quán Âm là khoan dung và tha thứ, vị từ bi khoan dung và tha thứ. Nên cái người nữ yếu đuối hay người nam yếu đuối lại Quan Âm nó mạnh lên.
mạnh mẽ lên. Biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm á, Ngài là nam mà hiện thân nữ là vì sao? Vì người nữ như mẹ hiền vậy. Mẹ hiền, con cái mà nó lúc nào cũng thương mẹ nhiều. Nên nam nhưng mà hiện cái tướng giống nữ, giống như cái sự chan chứa từ bi như người mẹ hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Nhưng mà hình bên ngoài là mẹ hiền nhưng tâm bên trong là mạnh mẽ. Đó. Nên khi mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong, con người mình nó có một sự quyết đoán mạnh mẽ ghê lắm. Thí dụ như cái người mà mỗi ngày mà lễ Phật mà 40 phút, niệm đi chung 20 phút làm biếng đi, lễ 500 danh hiệu một lần thôi, bữa sau tu ngon lành. Tại 500 danh hiệu nó tới 3 tiếng. Mà 3 tiếng nó tu được thì 1 tiếng ăn thua gì? Cái đà nó làm được luôn. Có nhiều người mình không dám tin luôn á. Không dám tin là mình lại được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩ là chân nhất rồi lưng mỏi, lại sao nổi. Nhưng mà thử lại 500 danh hiệu xong đi rồi biết. Lại xong đồ một cái chàng nó lạ lắm. Nó lạ lắm, không có diễn đạt được. Nói cái chuyện này không có nói trước. Hay lại xong rồi mới nói được, nghe chưa? Lại 500 danh hiệu xong rồi sẽ biết à. Nó ngộ lắm. Nên bây giờ nghe không? Ở nhà mình tập trung lại, rủ ai được rủ, lỡ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Những Đức nói với vị nghe lúc trước mà Những Đức ít lại Phật đó nghe. Chia sẻ Phật Pháp lo công việc ít lại Phật. Cái chân nó mỏi vậy. Đi nó cũng chậm. Chân nó nặng lắm, ngộ lắm. Mà ngộ nghe cái môn lễ Phật này công nhận hay. Hết nhất mình, hết nhất chân cẳng luôn. Bởi vì bác sĩ Quách Huệ Chăn có nói một câu, cái môn lễ Phật này á, nó còn đạt hơn đi tập thể dục. Tại vì tập thể dục là mình luyện thân, nhưng mà lễ Phật này nó luyện thân luyện tâm luôn. Tại vì cái môn lễ Phật này nó dưỡng sinh, nó luyện thân nè. Cái môn lễ Phật vì đấy nó luyện thân rõ ràng luôn. Khi mình xuống, mình lại xuống là toàn thân này không. Khi mình lại xong mình chống hai tay mình giống như mình thẳng người mình ra một cái là nó luyện toàn thân luôn đó quý vị. Nhưng mà trong cái lúc luyện toàn thân đó, nó lại có cái âm hiệu của Phật hiệu, nó sanh vào tâm mình và phát ra Phật hiệu. Nên từ nó luyện luôn cái tâm, nó tu xong cái tự nhiên người mình nó hiền. Nghĩa là vừa tập thể dục được luyện thân, mà vừa niệm Phật nhớ Phật luyện tâm. Nên cái môn lễ Phật vì sao các cái môn dưỡng thân khác nó không đạt gì, nó chưa có cái luyện tâm. Nhưng mà trong cái môn lễ Phật này nó có luôn luyện tâm. Đây là 100% luôn. Nó thí dụ như bây giờ thì mình thấy để ý một người thiệt là hung dữ dữ lắm nha. Họ buông ra họ chửi người ta quá trời chửi luôn. Nhưng quý vị thử đi, quý vị mà cho họ ngồi niệm Phật đi. Họ ngồi họ niệm Phật đi. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Không thể nào đang niệm Phật gì mà quay qua xỉ xỏ chửi người ta không được. Cái lúc niệm Phật nó không có chửi người ta được quý vị. Nó lạ lắm, là nó làm cho tâm dịu lên hết luôn. Thì rõ ràng hay. Nên tại sao mà nhiều người già mà ít bệnh là vì lễ Phật. Nên ông bà cha mẹ tuổi già nghe như vậy rồi lễ Phật đi, đỡ nhức mình. Ôi nhức mình khổ lắm. Cái chân mình mà nhức, cái lưng mình nhức khổ lắm. Cái lưng mình mà nhức mình ngồi lâu đâu có được đâu. Mình ngồi chứ mình ẹo ẹo lại đâu có được đâu. Cái chân mình mà mỏi rồi mình đi nó mệt mà nó ngán ngẩm đi. Nhưng mà ngộ thay lễ Phật này chân khỏe. Lễ Phật chân rất là khỏe nghe. Mà lễ Phật giết rồi quý vị để ý, quý vị đi con người bị rất nhẹ. Lễ Phật giết rồi đi rất là nhẹ, người rất nhẹ luôn, 100%. Đi rất nhẹ. Mình nói ủa tại sao lễ Phật mà đi nhẹ? Một là lễ Phật nó đỡ sân si. Cái nặng nhất là con người gánh sân si. Gánh tham sân si nó nặng quý vị. Thêm cái đó là chân yếu cái nữa là đi nó mệt. Nhưng mà mình lễ Phật mình luyện được cái đôi chân khỏe, mà mình niệm Phật á, thì mình đỡ tham sân si. Nó nhẹ cái gánh tham sân si. Nên mình đi rất là nhẹ. Nên cái người mà niệm Phật lễ Phật sau này là họ lên không à. Họ bay lên không. Tại vì nó nhẹ quá nên nó lên. Còn cái người mình mà quá nặng nề, quá sân si, quá khó chịu là nó đi xuống. Giống như tàn nhang nó nặng nó rớt xuống, khói nhang nó nhẹ nó bay lên. Đó. Nên có người phải luyện cái tính dễ. Tha thứ đi. Thật sự mình làm chồng, làm vợ, làm con gì mà mình tha thứ là người ta thấy gần gũi, người ta thích. Người ta giỡn với mình, người ta cũng thích. Chứ cái người mà nó khó khăn, chằn ai, giỡn với nó một cái là nó quay lại, nó kênh mình, nó giọng vô mặt một cái. Ai mà dám giỡn quý vị? Những đứa đó thật mà nói. Ông chồng mà không biết niệm Phật, vì giỡn với ông, chọc ông, quý vị, không có sợ.
Thí dụ như mình thấy rõ ràng là giống như cái gia đình của cái gì Phúc An này, hai chồng tu tập thấy rõ ràng luôn. Cái bà vợ bà ngồi kế bên mà bà thả tim rồi bà quơ tay bà giỡn, mà ông chồng ngồi kế bên ông cười 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 cười, mình thấy công nhận không? Gặp mà chồng khó tính nó ngồi kế bên mà dám dám mà cười 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 đó, quay nó bà chờ nghe mày tu mà lo tu đi cười gì, mình thấy mình hết thích vui nổi à. Nhưng mà ông chồng ông thương bà vợ ông tu mà, ông nói thôi kệ đi, người phụ nữ như một loài hoa mình tưới tẩm cho người ta vui vẻ. Chứ bây giờ mình để cho người ta cười, người vợ của mình mà nó cười là mình mừng rồi. Người ta còn khi còn đi mua sắm đồ đạc cho vợ, lo cho vợ để vợ nó vui. Còn cái này nó chỉ thả tim khơ khơ, nó có tốt một cách nào đâu. Cứ nó cười trước mặt mình là mình mừng, mình thương người ta. Mình thấy người ta cười là mình đã mừng rồi. Thật sự như bản thân Nhân Đức nè, làm bao nhiêu việc cho người khác cười thôi, Nhân Đức đã thấy vui rồi. Quý vị nhớ hồi đó không? Hồi đó mà quý vị đến mà Nhân Đức, cái chỗ không phải làm như vậy mà những làm cho bị vui là cái gì? Có khi nhạc đồ những đức cho bị vui, thấy chưa? Những đức chỉ thấy người ta cười là những đức đã vui rồi. Chứ tính những đức nó kỳ cục vậy đó. Nên những đức nói với vị biết, người thân mình sống với mình, kệ họ cười họ vui là mình mừng giùm cho họ rồi. Nhưng mà mình đừng bao giờ nói câu nói rằng là chỉ cần người thân tôi vui, tôi khổ cỡ nào chỉ cần tôi vui là tôi cảm thấy tôi an ủi. Bậy. Đấy. Người ta thương mình mà ta thấy mình buồn ta vui không nổi, lạ vậy đó. Mình nói là mình nói mình mong người ta vui, nhưng mà thật sự mà mình là mình buồn người ta vui vui không nổi. Nên mình phải thật sự mình mới có niềm vui thì người thân bên cạnh mình mới vui. À, cái cảm giác gì bây giờ ông chồng mà mặc âu sầu mà bà vợ kêu bà vợ em vui đi vui đi, nói vui không nổi, nói sao vậy? Nhìn cái mặt ông tự vui không nổi chứ gì chứ, ông nặng nề ông buồn ông âu sầu. Bằng đêm ngủ ông không ngủ, ông mở mắt chau chát, ông gác tay lên chát, ông kêu tôi vui đi, bà cứ yên tâm, bà cứ vui đi, bà đừng có lo cho tôi. Bộ ông nghĩ tôi là con người gì mà làm gì được? Sống con người có tình cảm nhau thì ông có cái buồn, cái khổ, cái lo gì thì ông nói với tôi một tiếng đi, vợ chồng san sẻ nhau. Bây giờ ông có một chiếc thuyền ông chở muốn chìm thì ông cho tôi làm chiếc thuyền phụ ông, giống như hai người cùng bơi qua sông thì nó bơi gần hơn, hơn là một người bơ mà người ngồi chơi, hiểu không? Con người sống với nhau, vợ chồng gia đình nó là một cái sự đoàn kết hòa hợp. Nên có vui thì cùng vui mà có buồn thì phải san sẻ. Chứ mình đừng có nói mình không nói nha. Mình không nói nhưng mà trong tâm người ta cảm được, người ta vẫn biết được. Người ta biết là mình buồn. Con người mà đã là sống với nhau mà thương nhau mà người người bên cạnh mình buồn mà mình còn không biết, mình vô tình. Cái cảm nhận và cái từ trường mình biết người này đang buồn. Cái nụ cười mà người mình thương yêu quý vị, họ cười mà họ buồn cái tâm mình nhìn mình cũng biết sự cười, cái nụ cười gượng gán. Thật sự luôn á. Con người mình phải cảm nhận được điều này chứ. Nên mình sống đó là sự quan tâm, sự trang chứa cho nhau. Vì thấy Phật pháp hay chưa? Mà pháp môn tịnh độ là vậy đó nghe. Không, tịnh độ là pháp môn vậy đó. Nó, nên những đức nói rằng khi mà quý vị đã gặp pháp môn tịnh độ rồi là những đức nói á, quý vị cho thấy hạnh phúc dữ lắm. Vì không có buồn, tại vì quý vị cảm giác nó lạ lắm. Mình đừng có nói gì Phật A Di Đà dữ quá, cái đó là vô hình này. Nên mình hiểu thôi, thật sự mà nói mày, mình hãy đem đó để áp dụng trong cuộc sống mình đi. Vì cho thấy, như Đức thấy ở đây có những gia đình, cặp vợ chồng, con cái tu chung, như Đức mừng cho quý vị lắm. Thấy không? Những Đức cũng mừng cho những người ở nhà mà tu được mình. Tại vì, ổng không tu, mình tu, mình cũng mừng cho quý vị rồi. Sợ mà mình tu mà người ta không cho mình tu này mới khổ, thấy không? Còn người ta không tu mà mình tu, mà mình tu thì mình phải dễ tính nghe. Mình tu mình phải dễ tính. Mình tu xong rồi mình vào mình thấy ông ngồi coi tivi, coi phim, coi đá banh, mình gót ly nước mình đem lại nè, ông uống nước đi, thấy chưa? Chứ mình tu xong rồi mình vô mình kinh 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 cái thấy thấy ông coi phim coi đá banh bắt hơi lớn lớn động tới mình á, vô kinh kinh này. Thấy ông tu hành gì không tu, niệm Phật cũng không niệm, tối ngày coi cái gì đâu không. Mình vậy là mình thấy thua. Mình thì thích niệm Phật thì mình niệm Phật. Người ta thích coi đá banh thì người ta coi đá banh. Thích coi phim thì người ta coi phim. Mỗi người đều có ý thích. Chứ bản thân mình ép người ta không có được, người ta chưa có đủ duyên niệm Phật. Còn mình ăn chay thì mình ăn chay. Còn người ta chưa ăn chay được, mình đừng có ép người ta.
Nếu như mà mình mà tu, mình có cái tâm đó, thì ai mà không thích mình, nó thiệt luôn. Thí dụ như bây giờ quý vị là người ăn chay trường đi, quý vị lỡ một cái nhà hàng quán ăn đi, quý vị lỡ người ta mời mình phải sống có con người nha, mình phải lỡ, mình phải đi đám tiệc chứ. Lâu lâu có những tình bạn dù là người ta không tu nhưng mà người ta mời mình phải dị tình, mình phải đi đến chứ. Mà khi mình đi đến, mình đừng có nói với người ta là mình ăn chay trường. Vì sao phải không? Từ từ để tự người ta để ý. Nếu mình nói người ta mình ăn chay trường thì mình làm phiền người ta. Người ta nấu bao nhiêu mâm mà tự nhiên đi nấu cho mình ăn khó. Vậy thì làm sao? Mình cầm theo một cái bánh bỏ trong túi hay cái gì đó, hay mình vô để mình quan sát nó có mấy trái chuối, mình vớt cái trái chuối liền. Thấy không? Vớt cái trái chuối liền. Nó hỏi mình sao không ăn đây, mấy ngày nay miệng bị ghét, ăn gì cũng khó lắm. Ăn chuối rồi chơi thì được, hoặc có dĩa rau rồi ăn được, vậy thôi à. Chứ ăn mấy thứ khác rác cái miệng. Thấy chưa? Mình không nói mình ăn chay trường, nhưng mà từ từ người ta để ý mình. Ta thấy cái người này sao người ta, ta hỏi mình thì mình lúc đó mình nói thật lòng là tôi ăn chay trường. Chứ mình đừng có lỡ nhà người ta, hay mình lỡ cái chỗ tiệc quán ta, mình nói tôi ăn chay trường nghe. Nói kiểu như mình cũng ghê gớm lắm vậy đó. Đó là không đặc biệt. Các bậc cao tăng quý vị biết rằng như ngày Hư Văn á, mà ngài giúp một người sau này thì khi mà bình yên á, mời ngài lợi một cái chỗ mà ăn uống, đãi ngài đồ mặn không? Ghê chưa? Thử ngài gì? Ngài Hư Văn ngài múc nước đồ ăn mặn ngài ăn luôn. Ghê chưa? Hòa Thượng Tịnh Không cũng bị chứ, tên chữ ăn chán này nữa. Nó đi đến một cái đám cưới của Minh Tinh nào đó, nổi tiếng, đãi đồ ăn mặn không? Hòa Thượng Tịnh Không gấp ăn, rót rượu uống luôn. Ghê chưa? Thì thấy đặc biệt không? Như vậy mà xong ngày nói chuyện một bài pháp cho cái tiệc đó nghe luôn. Thấy hay chưa? Nó cái người tu hành mình thật sự mà nói mình không làm phiền ai, mà mình giữ được chính mình. Cái này Phật pháp hay, vì thấy hay chưa? Phật pháp đâu có trở ngại đâu. Rất đặc biệt, không có trở ngại gì hết. Nên từ nơi đó mà quý vị nghe gì, quý vị thấy cái đạo tràng ngay gia đình quý vị là hiện tại là đang đặc biệt lắm rồi đó. Thấy không? Ngay nhà đạo tràng là đặc biệt lắm. Mở rộng cái đạo tràng này ra nghe. Chỉ người ta nghe, khuyên ta niệm Phật, rủ người ta, chỉ người ta. Đó, đó là cái để hoàn truyền pháp môn tịnh độ. Vì đây là pháp môn lợi ích cho chúng sanh. Nên mong quý vị nghe gì rồi mới thấy câu Phật hiệu rất là hay, rất là vui, rất là tốt. Chúng ta cố gắng niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.